Chào mừng quý vị các bạn quay trở lại với kênh YouTube của công ty trách nhiệm hữu hạn điện công nghiệp Himelo. Công ty trách nhiệm hữu hạn điện công nghiệp Himelo là đơn vị chuyên cung cấp các sản phẩm đầu cáp, hộp lưới cáp trung thế cũng như cáp hạ thế cho lưới điện hạ thế 0,6 trên 1 kV và từ 1 đến 36 kV. Sản phẩm chúng tôi phân phối chủ yếu là các sản phẩm đầu cáp, hộp lưới cáp, đầu cáp hộp lưới cáp ngầm trung thế cho cáp của hãng 3M. Đấy, hôm nay tôi sẽ review cho quý vị các bạn một sản phẩm đầu cáp loại qua nhiệt trung thế 24 kV. Đầu cáp qua nhiệt trung thế 24 kV loại ngoài trời. Đầu cáp qua nhiệt trung thế 24 kV ngoài trời cho cáp 3C tiết diện từ 35 đến 50 m². Đầu cáp này thì người ta sản xuất theo dải từ 35 đến 50 m², thì tùy theo cáp của mình, cáp 35 m² hay là cáp 50 m², mình sẽ sử dụng cái đầu cốt đi theo cho nó phù hợp. Đấy, thì đi theo cái một cái hộp đầu cáp như vậy thì nó sẽ có một cái packing list, cái list đóng gói các vật tư bên trong để ta kiểm tra. Đây có một số cái vật tư như sau. Nhất là bộ tách pha qua nhiệt. Đây là bộ tách pha qua nhiệt, đây bộ tách pha qua nhiệt mà cho cáp 35 50. Thứ hai là ống mọc qua nhiệt điều áp, ống mọc qua nhiệt điều áp 35 trên 15. Đây là ống mọc qua nhiệt điều áp 35 trên 15 này. Đấy. Tiếp đến là băng ma tít điều áp, băng ma tít điều áp. Đấy, băng ma tít điều áp là cái băng này, ma tít điều áp này. Thứ tư đó là ống bọc qua nhiệt thân đầu cáp, ống bọc qua nhiệt thân đầu cáp chính là cái ống này, ống dài này. Đấy, ba ống bọc qua nhiệt thân đầu cáp. Ống này nó dài 800 mm. Tiếp theo nó là ống bọc qua nhiệt làm kín đầu cốt. Đấy, ống bọc qua nhiệt làm kín đầu cốt trên cái ống này, ba cái ống này. Ống dài 10 phân, 10 phân là 100 mm. Đây có tán che mưa. Tiếp theo là tán che mưa. Tán che mưa này, những cái tán này. Đây là cái loại ngoài trời nên mỗi một pha của nó là 3 tán này. Đây 3 pha 9 tán như vậy. Mỡ silicon là mịn mặt XLP là chính là cái gói silicon bên trong này, gói 5cc này. Băng matit làm kín đầu cốt, băng matit làm kín đầu cốt chính là cái băng băng màu đen này. Băng matit làm kín đầu cốt. Băng matit làm kín, băng matit làm kín đầu cốt nhầm, băng matit của làm kín đầu cốt chính là cái băng màu đỏ này. Băng màu đỏ dài 300 mm này. Cái băng này là băng cũng là loại băng matit nhưng nó là băng matit làm kín một cuốn phủ thôi, kín một cuốn phủ, còn cái này là làm kín đầu cốt. Tiếp theo là cái lò xo ép lực, nó ba pha là ba cái lò xo nhỏ này, còn một cái lò xo to này là cái nó ép ở cái bộ đầu chia phe trước khi nó chia làm ba phe, ôm cả ba cả cái sợi cáp ba pha của mình luôn. Tiếp theo là dây tiếp địa đồng bệnh này, dây tiếp địa đồng bệnh là cái dây này, ba sợi cho ba phe dài 600 mm. Băng keo điện PVC màu đen này, băng keo điện PVC màu đen này. Đấy. Ba băng đỏ bằng xanh cần phe ba màu. Nhà nó có cái gói chùi cáp, cái hộp chùi cáp này. Trong hộp chùi cáp nó có cái giấy
nó kiểu giấy giấy cồn để lau làm sạch trong quá trình thi công và làm đổ cát. Bên xung quanh của cái hộp này nó có các cái rác, giấy rác phục vụ trong quá trình thi công, và có găng tay đa dụng để mà hỗ trợ trong quá trình thi công lắp đặt, làm cho nó sạch sẽ. Đó, đây. Đấy, trên đây là chúng tôi review cho quý vị các bạn một sản phẩm đầu cáp qua nhiệt là trung thế loại 3 phe ngoài trời cho các tiết diện từ 35 đến 50 mét vuông của hãng 3M. Cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu quý vị các bạn thấy hay, hãy cùng vui lòng like và subscribe để theo dõi các video tiếp theo của chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị các bạn.